Sau ít phút làm công tác chiếm lĩnh trận địa, những quả tên lửa S-75M3 Vonga của Trung đoàn Tên lửa 263 đã sẵn sàng trên bệ phóng. Trong xe điều khiển, các trắc thủ cũng liên tục sử dụng radar cảnh giới kết hợp với hệ thống quang điện tử có khả năng quan sát từ khoảng cách hàng chục km để xác định mục tiêu. Ít phút sau, chiếc UAV M100CT đang tiến vào khu vực trận địa từ khoảng cách 25 km đã bị phát hiện. Kíp điều khiển ngay lập tức đưa quả tên lửa S-75M3 về trạng thái chiến đấu. Đương đương hạ thế, kiểm tra cao thế mệnh lệnh. Cao thế mệnh lệnh tốt, điều khiển kiểm tra xong, khí tài hai danh thủ tốt, sẵn sàng chiến đấu. Bất cập tiêu diệt, bất cập 100, vô bất cập 3. Tiếp tục, mục tiêu. Cao xong điều, cương vị, 186. Quả 1 sinh tồn. Tiếp tục, quả 1 sinh tồn, 16.3. 16, vâng, tiếp tục, vâng. Cách đó không xa, tay trận địa pháo phòng không tự hành Su-23, hệ thống radar RPK-2 gắn trên tháp pháo cũng liên tiếp phát hiện nhiều tốp UAV M96 bay vào đánh phá trận địa. 14 M96 chém được một điểm số 2. Với tốc độ bắn của 4 nòng pháo lên tới gần 4.000 viên đạn một phút, 3 khẩu đầu pháo phòng không tự hành Su-23 tạo nên một lưới lửa phòng không dày đặc trùm lên đường bay của chiếc UAV M96. Tìm ra được những cái tính năng chiến thuật của các loại UAV để có cái biện pháp tổ chức huấn luyện phù hợp với từng loại vũ khí khí tài trang bị thì chúng tôi có thể tin tưởng rằng là sẽ bảo vệ vững chắc bầu trời Việt Nam thân yêu trong bất kỳ tình huống nào. Đây là cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật rất lớn của lực lượng phòng không năm 2024 nhằm kiểm tra, đánh giá tổng hợp về công tác huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng không, chất lượng vũ khí khí tài và công tác đảm bảo kỹ thuật. Bên cạnh các loại khí tài hiện đại như tên lửa S-75M3, tên lửa phòng không vác vai A-72, pháo phòng không tự hành Su-23, các loại pháo phòng không 37, 57 ly cũng liên tiếp lập chiến công, bắn rơi máy bay không người lái nhờ được dẫn bắn bằng các khí tài radar và hệ thống trinh sát quang điện tử hiện đại. Các kíp chiến đấu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra với kết quả tham gia bắn diệt mục tiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đạt giỏi bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, đặc biệt chúng tôi sẽ điều chỉnh cái phương pháp huấn luyện, thời gian huấn luyện và điều chỉnh kế hoạch chiến đấu để phù hợp với tình hình thực tiễn đang diễn ra hiện nay trên thế giới. Với hỏa lực phòng không dày đặc, nhiều tầng nhiều lớp cùng các chế độ bám bắt điều khiển tự động hiện đại, kết hợp với kỹ năng, kinh nghiệm dày dặn của các đơn vị phòng không, hàng chục mục tiêu bay M96 và M100CT đã bị tiêu diệt. Các đơn vị bảo vệ tuyệt đối an toàn vùng trời được giao, hoàn thành tốt mọi mục tiêu đề ra trong cuộc diễn tập.